Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Dimin TV Channel. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tới khu người Hàn Quốc để ăn cái món Hàn Quốc rất ngon và hấp dẫn. Hãy cùng theo chân mình nhé. Thằng nhìn hoa uống đỏ nó đi hơi đúng. Đây là cây thông hả? Đâu hay là quay cây thông hình. Đâu có nhìn đỏ nó đâu rồi nữa. Hơi gần thôi. Không, mình có cách chỉnh không luôn được mày. Có cái app thì không luôn. Không, cái này hết cỡ rồi, một nữa kìa. Không gì? Ở đây là một cái tiệm cắt tóc của người Hàn Quốc. Giá 25 một cắt thôi. Đang có một anh ở đây làm cắt tóc. Rất là chuyên nghiệp. Cái tiệm Hàn Quốc này khá là nổi tiếng nên phải đứng đợi rất là lâu nha mấy bạn. Cũng có cả một món trung bình khoảng 20-30 ngàn. Vì những món ăn đặc biệt của người Hàn Quốc, kim chi như như đó, và các bạn nhỏ của Hàn Quốc thì có một cách đặc biệt. Quyết định ở cây quay cũng đẹp á, thì nó rõ rõ không?
cần nó tại vì có cái ấy rồi. Nó lên bò đúng rồi em ơi. Đây là có một cái bột xào cay với lại kim chi, là một cái lẩu trứng cá. Đất là nó một cái nha. Trứng cá nữa. Còn khoảng 3 tuần nữa là Noel rồi. Hàn Quốc đã trang trí những cây thông rất là to bự ở ngay giữa trung tâm của khu Hàn Quốc nha. Để cái ô tô phong cảnh thế luôn hơn. Cái này đỡ luôn hơn. Ừ, quá là to mãi, thằng đó thằng cái này cái khác. Bảy hả? Quán nào? Quán cái nó yên tĩnh hơn. Hôm sau rồi thì mình có ghé một quán cà phê và bánh ngọt của Hàn Quốc. Nhìn rất là ngon. Thì ghé thử thôi.